Nếu làn da của quý vị bị nhăn và xuống sắc nhanh chóng, hãy dùng phương pháp chống nhăn và sáng da của công ty Apogee. Phương pháp Apogee sẽ đưa chất hyaluronic đến thẳng tế bào để căng da tận gốc. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu làn da của quý vị tiếp xúc với nhiều hóa chất thì sẽ bị khô và khó chịu. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ chống nhăn và sáng da của công ty Apogee. Quý vị sẽ được tặng một bộ kit tẩy trắng da vitamin C. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Ngày hôm nay, công ty Apogee đang có một promotion rất là đặc biệt. Đó là khi quý vị mua bất kỳ bộ sản phẩm dưỡng da nào trị giá trên 350 đồng, quý vị sẽ được chọn một trong hai món quà. Thứ nhất, đó là chiếc túi xách rất là sang trọng. Và thứ hai, đó chính là Extra Strength Liposome. Đối với Extra Strength Liposome thì sẽ giúp đưa cho chất hyaluronic thẩm thấu nhanh vào da của chúng ta, nhanh gấp 3 lần so với chai bình thường. Đặc biệt là da quý vị nào mà bị khô, ngứa và có dấu hiệu là hừng hực da trong đó, thì đây là một sản phẩm không thể thiếu. Quý vị hãy gọi ngay về số điện thoại là 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Đến với chúng tôi ngày hôm nay là anh Phong Hoàng từ Washington DC đã mua về Santa Ana và đã đến văn phòng trên đường Beach tại Westminster, California của chúng tôi để tư vấn về làn da. Và Kimberly, cảm ơn anh Phong rất nhiều đã lên chương trình một lần nữa. Chương trình đầu tiên đó thưa quý vị, cho Kimberly xin nói tóm lại, xong rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần chữa trị của anh. Thưa quý vị, anh Phong đã bị làn da đã bị khô, lúc đầu là bị khô rất nhiều và sau đó có đi đến bác sĩ về da và bác sĩ allergist để coi anh có bị có thể nói là allergy với cái gì hay không. Nhưng sau khi chữa trị với bác sĩ về da thì làn da của anh đã có thể nói là lần đầu tiên uống thuốc thì giảm bớt, nhưng mà sau đó bị tái lại, rồi anh lại uống lần thứ nhì, sau đó lại tái lại nữa. Rồi bác sĩ nói rằng không biết làm gì nữa cho anh ta. Rồi sau một thời gian thì nó cũng tự động nó biến đi. Nhưng mà rốt cuộc để lại những cái vết nám trên làn da mặt. Ngày hôm nay Kimberly xin phép quý vị để chia sẻ với quý vị về kiến thức về nám trong da. Kimberly xin trở lại với anh Phong Hoàng. Cảm ơn anh rất nhiều. Và cho Kimberly hỏi là ngay lúc đầu tiên bị da bị khô đó thì anh chưa thấy nám. Nhưng mà sau một thời gian uống thuốc xong rồi thoa thuốc ngoài da, rồi anh nói là tình cờ anh về Cali, chứ không phải là vì nắng Cali mà anh đã bị nám lại. Không, thì cái thời gian mà anh thoa thuốc với lại mục đích là để chữa cái khô, phải không? Tại da anh đã lột và cỡ 20 lần. 20 lần. Dạ, mà đây nói là tay và mặt, phải không? Và chân luôn. Dạ, thì anh nói nó ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến ngoại hình của anh, thì cái anh tự tin, có cảm giác mất hết tự tin. Yeah. Nhưng mà lúc đó thì làn da mới có bị đỏ thôi thưa quý vị, chưa có đen lại. Đến lúc nào chưa, anh thấy nó đen? Nó chỉ có trắng như là đóng vảy á. Đóng vảy. Nó khô. Rồi giống như là mốc vậy đó, giống mốc như là đó, tại nó là da chết. Thì sau một thời gian bao nhiêu lâu làn da anh nó mới đổi màu, nó mới đen lại? Khoảng 1 tháng, 2 tháng là bao nhiêu không, lâu ạ? Cũng đến 3 tháng hơn đó. 3 tháng hơn. Dạ. Thưa quý vị, làn da của chúng ta không có làm việc nhanh. Khi làn da mà bị tổn thương thì quý vị biết là làn da từ từ tiết ra cái chất nám. Đó là tình trạng của anh Phong. Và anh có để ý là lúc đó anh có ngạc nhiên là cái làn da anh đã đổ màu như vậy không ạ? Quá ngạc nhiên. Rồi anh có trở lại bác sĩ để đánh dấu hỏi coi là có cái gì hay là cắt nghĩa cho anh biết tại khi sao không? Khi đó thì có thể nói như là mình bỏ cuộc rồi. Không muốn trở lại với bác sĩ kia nữa. Là vì họ làm cho mình thất vọng rồi. Họ bảo về đi. Về đi rồi nó sẽ trở lại cái màu thường. Nó có nói câu đó. Rồi khi mà anh nói là bác sĩ đó là bác sĩ về da hay là bác sĩ nội thương? Nội thương. Về da hay là nội thương anh? Cả hai người họ cũng tham khảo với nhau đó. Rồi họ nói là không biết cách chữa làm sao hết đó. Rồi thì anh thấy Kimberly biết là sau này anh về lại Cali, anh mua về là anh cũng mới mua về đây được bao nhiêu lâu ạ?
Mới có chừng 6-7 tuần. Yeah. Rồi Kimberly biết là khi anh đến để tham khảo, anh cũng đang unpack ở nhà, phải không? Hình như là đang mới vừa move tới mà rất là bận rộn. Dạ. Yeah. Yeah. Thì Kimberly muốn hỏi anh là cái công việc đầu tiên anh đến đây, Kimberly biết rằng anh cũng bận rộn như vậy, nhưng mà anh lại bỏ thời giờ ra để anh đến gặp Kimberly, thì cái phải cái làn da của anh hay là những cái ngoại hình của anh là một cái mà nó làm cho anh... Cái làn da. Yeah. Yeah. Tại vì thấy đọc Facebook của Kimberly, thấy, yeah, thấy nhiều người ái mộ Kimberly, thì mình nghĩ rằng trong những người đó họ cũng được Kimberly giúp cho cái da tốt trở lại. Yeah. Thì giờ tôi mới làm appointment để gặp. Dạ, yeah. Quý vị có thể kết bạn với Kimberly trên Facebook. Quý vị có thể vào trang của công ty, đó là Apogee, A-P-O-G-E-E. Quý vị có thể kết bạn với Kimberly tại Kimberly Ho trên Facebook, thưa quý vị. Và nhớ rằng nếu quý vị muốn tư vấn mà qua chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi số 1-888-337-7264. Cảm ơn anh rất nhiều. Và khi mà anh đến để tham khảo với Kimberly đó, thì lý do tại sao mà anh quyết định là đây là nơi mà anh có thể, mà có thể giúp anh để cho làn da anh hồi phục lại, trở lại như xưa? Tại vì tôi thấy rằng nhiều người là muốn làm bạn với Kimberly á. Yeah. Thì trong đó có một số phải dính tới cái vụ thẩm mỹ. Yeah. Có thể có rất nhiều cô với nhiều anh. Yeah. Thì tôi bảo là cái này có cái kết quả thì mình tới đây cũng là có lý. Thế tôi thấy Kimberly có chi nhánh khắp nước Mỹ đó. Yeah. Tôi bảo là cái này là cái lĩnh vực này là lĩnh vực thành công. Yeah. Yeah. Tức là mình tin tưởng được hơn. Yeah. Chứ nếu mà cái người đó họ chỉ có một cái office, nhiều khi mình cũng không có để ý tới. Yeah. Yeah. Thưa anh, thì khi tới tham khảo tại văn phòng, thì Kimberly có nhớ cái ngày mình gặp nhau và lúc đó có rọi da cho làn da của anh. Yeah. Thì thưa anh, trên màn hình ngay bây giờ, thưa quý vị, là cái phần rọi da của anh Phong khi anh đã đến lần đầu tiên gặp. Thì qua những cái hình này, quý vị thấy là làn da có những cái tia mạch máu. Và nếu mà quý vị nhìn rõ cái hình mà chúng ta lấy làm chuẩn là cái hình thứ nhì đó, là cái hình đó quý vị thấy là nếu trường hợp làn da khỏe mạnh thì mình không thấy tia mạch máu, và làn da đó là làn da đều màu. Muốn cho làn da đều màu không có nám thì làn da phải như vậy. Đó, quý vị thấy tận mắt là như vậy. So với cái hình đó mình lấy làm chuẩn là những cái hình mà có mạch máu khá nhiều. Và khi mà anh đã bị bào mòn, mình gọi là làn da bị bào mòn, nghĩa là mình giống như mình mất đi cái men răng. Yeah. Giống như là bây giờ anh cứ nghĩ đến cái làn da của anh giống như là mình có bãi cỏ, xong rồi mình có đất, xong rồi mình mới có những cái plumbing, những cái ống dẫn nước mà mình chôn ở dưới ống dẫn nước, mình ví nó giống như là mạch máu. Mà bây giờ qua những cái hình này đó, thưa quý vị, thì quý vị thấy là ống dẫn nước nó nằm ở trên bãi cỏ. Tất nhiên là anh mất bãi cỏ, anh mất bãi cỏ tất nhiên mất đi rồi, nghĩa là cứ lột cái làn da đó. Thì làn da của anh lột kinh niên, xong rồi lúc đó là nó bắt đầu nó ăn cái lớp mỡ là cái là đất, xong rồi đến lúc đó là khi mình rọi là mình thấy mạch máu. À. Tuy nhiên là mình thấy cái mạch máu nó như vậy, thì cái làn da của anh nó có những cái triệu chứng khiến cho làn da anh từ từ tiết ra cái chất nám. Yeah. Và những cái triệu chứng đó mà không biết anh có để ý không, là làn da của anh rất là khô. Có phải rất là khô không ạ? Thì khô. Như nó lột mà. Yeah. Da lột nó phải thật là khô. Đúng. Và khô đến nỗi mà da anh căng khó chịu, nó bung da ra thì nó phải căng. Phải không ạ? Yeah. Rồi làn da anh lúc đó đó, vì mạch máu nó nằm ở trên mà nó không có cái gì để giúp bảo vệ nó hết á, đó là anh mất đi cái lớp mỡ đó rồi, thì anh có thể nói là làn da của anh có những triệu chứng là da nóng hừng hực. Có không ạ? Có là vì những hôm nào mà trời nóng á, trời mệt lắm, nó cái ngứa nó trở lại. Thưa đúng vậy, thưa quý vị, nếu quý vị có làn da khô ngứa, không phải là không cần phải bông ra giống như anh, nhưng mà đây là một cái ví dụ cho quý vị thấy là làn da bị tổn thương, là làn da đã dùng những cái hóa chất gì gây ra cái tổn thương đó, và từ từ cơ thể của mình nó đáp lại bằng cách là nó tiết ra cái chất nám để nó bảo vệ đúng cái chỗ bị hư, đúng cái chỗ đã bị tổn thương. Thành ra nếu quý vị nào anh Phong là cái ví dụ cho quý vị thấy là lúc đầu làn da chỉ bị khô, mình muốn biết cái khô đó là
từ đâu ra. Hiện giờ thì lúc mà anh đã đến tham khảo với Kimberly là mình đã không còn thấy những cái hình ảnh trước đây lúc mà anh đến gặp bác sĩ về da của anh á, thì mình không thể nào phê bình được, nhưng mà mình có thể đoán. Và một cái đoán của Kimberly là như thế này, qua kinh nghiệm thì Kimberly nghĩ rằng lúc đầu là anh bị khô thôi, anh bị thật là khô, nhưng mà cái khô đó là cũng là do làn da đã bị bào mòn và mình cần phải soothe nó, mình cần phải làm dịu nó, chứ mình không có dùng những cái steroid để mình chữa nó. Mà khi anh dùng như vậy thì chính anh hại tiếp cái làn da, rồi sau đó cỡ 3 tháng sau là bắt đầu cái nám của anh nó xuất hiện. Dạ, cảm ơn anh Phong rất nhiều. Và thưa quý vị, rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Kimberly xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Tôi là bác sĩ Kimberly. Tôi biết quý vị rất bận rộn với gia đình và công việc hàng ngày. Bây giờ quý vị không cần đến tận nơi để tham khảo nữa. Quý vị có thể tham khảo da qua cell phone bất cứ lúc nào rảnh, khi nấu ăn, khi đi làm, chỉ cần 10 phút. Hãy đừng tự chữa làn da nữa. Qua FaceTime, Tango, Hangout hay Skype, quý vị có thể tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly mặt đối mặt qua cell phone. Gọi ngay 1-888-337-7264, 1-888-337-7264. Năm mới, chúng ta cộng thêm một tuổi, nhưng bộ tái tạo da của công ty Apogee sẽ lấy đi những vết nhăn và cằn cỗi của thời gian. Tái tạo da một cách tốt lành, không hại da, không hư da, không bào mòn và không lột da. Đặc biệt với 195 đồng với bộ tái tạo da, quý vị sẽ được tặng tới 3 món, một tuýp son, một hộp phấn khô, nước, một peel off mask lấy đi da chết một cách an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888 337 7264.